Xin chào tất cả các bạn. Mùa Halloween đã tới rồi. Không biết từ bao giờ ở nước Mỹ thì tháng 10 trở thành là một cái tháng để người ta tổ chức và gọi là ăn mừng cho những cái gì mà nó sợ hãi, nó kinh dị, nó ghê gớm, nó bí ẩn, huyền bí, đen tối các kiểu. Bé à, em có thể nào đàn ở chỗ khác được không bé? Đó các bạn, vậy cho nên hôm nay mình sẽ bày cho các bạn cái cách là làm sao để mình có thể vượt qua cái mùa Halloween này một cách an toàn. Lễ Halloween á là mình hay được mấy bạn bè của mình rủ đi coi phim ma đúng không? Mà nhiều khi mình coi nhiều phim ma mình thấy bực bội ghê luôn á. Mấy cái diễn viên chính của phim ma nhiều khi người ta không có được thông minh. Giống như các bạn thấy mấy cảnh là giống như là mỗi lần nghe mà có tiếng động hay là cái gì đáng khả nghi ở nhà bên cạnh hay là phòng bên cạnh hay là một cái nhà kho gì đó là nhân vật chính sẽ đi tới và vào trong cái nhà kho đó để kiểm tra xem là nó là cái gì, nhưng mà nó không có sát với thực tế. Tại vì thực tế là khi mà mình biết có cái mối nguy hiểm ở chỗ nào đó thì thường thường là mình phải tranh thủ chạy đi cho nó sớm chứ. Mấy bạn thấy có một điều vô lý á, là lúc mà cái nhân vật chính bị con ma, người sát thủ, biến thái, chú hề, miếng búp bê ma mà nó rượt đuổi á, thì lúc mà người ta chạy thế nào người ta cũng vấp té. Tại vì sao là như vậy? Cái đó nó vô lý mấy bạn. Tại vì lúc mà mình chạy thì thứ nhất là mình được chạy trước, thứ hai là mình chạy không, tay không, thì nó phải dễ dàng chạy hơn so với cái người sát thủ. Là người ta còn phải đeo mặt nạ nè, người ta còn phải cầm thêm dao, búa, rìu, lưỡi cưa này kia các bạn. Mấy cái đó nặng lắm á. Người ta phải té mới đúng, tại sao mình lại té chứ? Giống như những con ma mà ám người ta, giống như con Annabelle á, xong rồi đi hại người á, thì cái đó thì mình sợ thì mình không nói. Nhưng mà có những con ma búp bê giống như Chucky á, mấy bạn coi rồi đúng không? Ma Chucky á, dù là nó đáng sợ nhưng mà nó chỉ là búp bê thôi. Mình chỉ việc đè nó xuống, đá nó một cái hoặc là bẻ đầu nó. Mấy cái bối cảnh phim ma là thường thường mấy bạn để ý á, là sẽ là nhà kho nè, từng hầm nè, nhà bỏ hoang rồi hả, nhà vệ sinh, đặc biệt là nhà vệ sinh. Không biết tại sao lúc nào cũng là nhà vệ sinh. Nếu không phải là ở trong gương á, thì sẽ là ở trong bồn tắm. Nếu không phải ở trong bồn tắm thì cũng là máu chảy ra từ vòi rửa tay, hay là có cái bàn tay thò lên từ bồn cầu mấy bạn. Đúng không mấy bạn? Mình á, hồi nhỏ mình hay coi phim ma, thì lúc mà mình coi xong á, chừng mấy tháng sau đó là mỗi lần mình đi vệ sinh ban đêm á, là mình toàn phải nhờ người lớn dẫn đi thôi. Vậy cho nên á, muốn tồn tại qua cái mùa Halloween và đặc biệt là những lúc đi xem phim với bạn bè á, thì mình hay nghĩ tới những cái kết cục khác cho cái bộ phim á. Những lúc nguy hiểm á, lúc mà người ta mở cửa ra rồi phát hiện cái này phát hiện cái kia đó, là trong đầu mình hay suy nghĩ tới những cái điều mà nó kỳ cục, nó mắc cười, nó khác hẳn với những gì sẽ xảy ra trong phim. Thì cái đó sẽ giúp cho mình khi mình mắc cười thì mình sẽ đỡ sợ mấy bạn. Sau đây là một số những đoạn mà mình hay thấy ở trên phim ma á, mà mình đã làm lại. Mình tạm gọi nó là phim kinh dị mà không đáng sợ nha.
phơi chiều giờ chắc khô rồi. Đèn lên mà đi, cầm đến chi vậy? Mày không nghe có tiếng bịch bịch ở dưới nhà hả? 3 giờ sáng rồi, xuống coi thử là ăn trộm hay cái gì. Ok, để đi lấy vũ khí đã. Ok, dạ đi lấy vũ khí dạ. Nói làm gì mà lo vậy ta? Ok, đi. Kể bà tao đi, đi. Thể dục mấy đứa? Tập thể dục 3 giờ sáng nè. Không có người khác ngủ nè. Bỏ đi mà làm người nghe chưa? Nhưng mà mình thấy nói chung á, phim ma thì nó cũng có cái tính ngụ ngôn của nó nha. Ví dụ như mình đừng có tò mò quá nè, đừng có đi chơi đêm, đừng có đi một mình vào những chỗ nguy hiểm. Còn mình á, thì mình muốn bày cho các bạn cách đó là nếu mà mình thấy chỗ nào nguy hiểm thì mình nên đi chỗ khác, hoặc là chỗ nào mà mình cảm thấy không có được an toàn á, cảm thấy có điềm hay là có gì đó kỳ kỳ á thì mình đi liền đi. Bạn bước vô trong một căn nhà, bạn thấy có trước người chủ nhà trước đó đã từng chết thì bạn nên kéo vali ra đi ra đi. Bạn đi vô một căn nhà, thấy đèn trong nhà đó chớp tắt bất thường nên đi ra đi. Nếu bạn dọn vào một căn nhà mà ở trong nhà vệ sinh, ở căn nhà đó, ở trong giường có những thứ mà nó không có nên ở đó thì bạn nên bán nhà đi. Nếu bạn vào ở một căn nhà mà có những thứ đáng ra nó phải có ở đó mà nó lại không có thì bạn bán nhà đi. Nếu bạn mua được một căn nhà với giá rất là rẻ
Nhưng mà khi hàng xóm nhìn thấy bạn lần đầu tiên, người ta phải chạy hoảng loạn lên. Thì bán căn nhà đi. Nếu bạn vào một căn nhà mà nó chỉ có một ngọn đèn duy nhất thì bạn nên bán nhà đi. Nếu bạn vừa dọn vào nhà mới mà đêm nào căn nhà cũng có những cái âm thanh kỳ lạ thì bán nhà đi. Nếu bạn ở cùng nhà với ai mà người đó không có sống giống như một người bình thường, cứ làm ban ngày thì ngủ, ban đêm thì làm việc này kia, thì bạn biết phải làm gì rồi đó. Đúng rồi, đè nó ra đánh nhau một trận. Thank you.